Rồi, tôi cũng xin chào các bạn và các anh em cô chú đằng xa ha. Đến với video tiếp theo nó có được cho cả nhà. Hiện tại thì em đang có mặt ở shop của em ở số 74 quốc lộ 10 phường Phú thành phố Cao Lãnh nha quý vị. Đó, thì hôm nay về được số đồ câu đài cho nên là cũng quay để cập nhật cho cả nhà mình luôn, cho anh em đài sư đó. Đam mê yêu thích bộ môn câu đài thì có thể là đặt online hay là đến trực tiếp ở tiệm em đó để mua những cái sản phẩm mà trên tay của mình đang cần ha. Đó, thì đầu tiên em về những cái bộ tinh mùi, nó chuyên để chép phi rồi đó cả nhà. Đó, tinh mùi chuyên để chép phi rồi ha. Đây là những cái mùi tên là khai vị, nó khai vị cá nè. Rồi cái này là mặt khoai, rất là thơm luôn, mặt khoai. Rồi cái này là bơ pháp đó. Còn cái này là đường đen đó, một phán 110 một chai nha cả nhà, đường đen 110 chai. Rồi bột tơ nhện cho dẻ mồi đó, 100.000 một chai bột tơ nhện. Rồi trứng sữa, là trứng sữa dạng bột dạng nước em cũng có luôn, tại em còn ở đây còn này số nè đó. Rồi bắp ngọt em đây cũng còn luôn nè cả nhà, 110.000 chai. Rồi tinh dầu hăng, rồi chuối đó câu cha, rồi trứng sữa của Okamoto, rồi hương dâu nó rất là nhiều, hương nó cốt dừa tùm lum hết nha quý vị. Thì hiện tại thì em còn ở đây một số mặt hàng, còn mới về thêm một số mặt hàng này để cập nhật cho cả nhà mình thêm đó. Ví dụ như đây trứng sữa bột nè bạn, rất là thơm luôn, để anh em coi chiên chép rồi đó. Nó thì sử dụng để câu, ví dụ như tỷ lệ có pha nhiêu thì ta có nói trong này cho các bạn luôn. Nó thì 50.000 đối với cái chai mà trứng cái keo trứng sữa ha bạn, bột này ha, rất là thơm nha các bạn, thử là thơm phức luôn á. Rồi ví dụ như cái cây này nãy em quên nói là khai vị cá là nó 150.000 đó. Nó có để cho mình đây hướng dẫn sử dụng trong này cho các bạn luôn, nó bao nhiêu ml á, thì anh em câu 5-10 ml kết hợp với 500 mg cám, loại như 5 với nửa ký đó, nửa ký với cám đánh. Rồi em cũng về một số mẫu dây thẻo, dây thẻo với dây chục nha cả nhà, cho cả nhà mình ha. Em cũng có ở tiệm một số mẫu đây nhưng mà về thêm để phục vụ anh em. Ví dụ như em bữa hôm em có là Quyên Long nè, Quyên Long cũng dây chục 2.5 nè, DMV đó. Quyên Long này thì giá nó là 100m là 240.000, còn thằng này 50m nó ngon hơn, mắc hơn nè các bạn đó. Thằng thằng này mình không biết kêu nó tên gì luôn, tên nó khó kêu lắm, Champion gì nè, nó Champion. Nói chung là những cái dòng này là những dòng dây carbon nha cả nhà, dòng dây carbon á, thử ra rất là mắc. Nó 50.000 là nó 250.000, 50m chứ 50m là 250.000. Nó còn có đây số 3, số 4 nha cả nhà. Nó hình con cá chép này của chiên cho mấy anh đại sư câu á, nó là số 3, số 4 mà xe 50m. Còn đây cũng vậy, em còn đây có số 3, số 4 với 1.5 luôn. Nó có dây của hình con cá cũng dây carbon luôn, 120.000 một cuộn, cũng 30m nè. Rồi dây coi, nó dây coi đài, thì em về cái này số đồ chiên đài cho anh em mà đam mê đài đó, anh em có thể là coi theo dõi cập nhật ha. Rồi anh em chơi nha. Nó đài cái này để chống hồi em sẽ lên. Đó. Rồi lưỡi không ngạnh nữa cả nhà, nó lưỡi không ngạnh nè. Nó chiên phi. Đó, số đồ đài. Nó cơ bản là vậy cả nhà. Đó, rồi dây copia, dây thẻo, dây chục nó từ 2.0 đến 4.0 thì có đầy đủ, 145.000 một cuộn cả nhà, dài 100m tàng hình. Nó màu nó là màu ghiêu tàng hình. Đó. Rồi. Dưới số mẫu nhé hơ. Đồ nhé hơ tùm lum nè, nhé hơ chuột sóc rồi nè. Trời ơi. Tùm lum hết trơn luôn. Nó V1, V2, V3, rồi V4. V4 đây. Mua cho cả nhà mình xem. Rồi này BE đài 1.0. Rồi 0.8. Đó. Chiên đài đại sư nó quay cho nhà mình. Rồi em cũng xin giới thiệu em mới về thêm một số đồ cho quay cho cả nhà mình xem ha, về thêm cho anh em xem nha. Rồi em về đây là có dây đơn V 1.5, giá là 130.000 một cuộn nha cả nhà, 130.000 một cuộn. Có 3 chấm, 1.5, 3 chấm với 4 chấm đó, đơn V. Rồi Kaiko, Kaiko hồi nãy có anh lỡ lấy đấy, Kaiko của 1.5 đó, Kaiko nha các bạn. Dây đài 50m dây carbon, dây này dây thề tấm thẻo nó 150.000 một cuộn đó, dây carbon. Còn cái thằng này dây chục nó 3.0 50m của Quyên Long,
đó, màu nó là màu nâu các bạn đó, 280.000 một cuộn đó, hàng xịn sò các bạn. Chì lá này có 4 miếng 20.000 đó, 4 thanh 20.000 đó. Chì lá dây bạc lây đó, dây chụp nha cả nhà, dây bạc lây Mỹ dây chụp và dây carbon màu trắng, nó 160.000 một cuộn nha cả nhà. Nãy em quay thông số như thế này, anh em coi trên màn hình nó không kỹ thì có thể nhớ tên cuộn dây thì em sẽ cho thông số cho anh em mình ha. Rồi chân phao đài, chân này là chân phao lớn các bạn, chân này rất là xịn luôn, giá 35.000 một gói nha cả nhà, chân phao đài tốt nha. Rồi này là nó nhỏ hơn cho anh em mà câu những cái chân phao nhỏ đó, giá cũng 35.000 chân phao đài. Lưỡi không gạnh gama cao su 65.000 một gói, xây này xây chiên chép phi nha cả nhà, nó chiên chép phi ha đó, lưỡi gama bao là bao bén bao cứng luôn, lưỡi không gạnh nha cả nhà, 65.000 một gói nha. Nó hàng em dán giá là mã vạch rồi cho anh em luôn, yên tâm luôn, 65.000 một gói. Đây tiếp tục lưỡi không gạnh nữa nha cả nhà đó, tiếp tục lưỡi không gạnh đó, thì mẫu này 25.000 một gói, rẻ hơn cho cả nhà mình. Với cái thằng này hiệu khác nữa nè, này 30.000, chỗ này là 30.000 nha cả nhà đó, lưỡi không ngạnh 30.000, còn không ngạnh này là 25.000 một gói, cũng chiên chép luôn, chép phi, đó là chiên chép phi, lưỡi master đó, lưỡi master 25.000, còn đây là lưỡi thép trắng Hero Farm đó 30.000. rồi còn này là lưỡi không ngạnh tiếp, xây chiên chép phi tiếp nha cả nhà. Nó thì nó có hai loại, một loại 60 lưỡi thép nó đen nó không có bóng, giống như xét nhật các bạn, giống như theo kiểu giống như cái lưỡi xét á, là số 10 mà 60 lưỡi á, là nó 105.000. Còn mà cái loại mà ít lưỡi hơn á, cũng số 10 nhưng mà nó là thép nó bóng hơn đó, nhưng mà nó 25 lưỡi thì nó 90.000 đó, 25 lưỡi 90.000 là thép bóng hơn, xây chiên chép nha cả nhà. Nói chung là rồi về rồi số đồ xịn sò cho cả nhà, hạt chẳng tốt nè, hạt chẳng tròn tốt, 6.000 một gói nha đó. Rồi cái này là chụp mani đó, này là chụp mani nha cả nhà, chụp mani số 8 đó, nó chụp mani á đó, một gói thế này là 23.000, nó chụp mani luôn nha, nó quay cho cả nhà mình xem ha, chụp mani á. Rồi này là khóa số 8 đó, 10.000 một bịch nha, khóa số 8 nha cả nhà đó, khóa số 8. Chung là về những hàng Vinh Long được cho anh em chơi. Rồi cái này là chặn tròn mà xây nhỏ cũng 6.000 thôi. Rồi chục silicon đó, quên chặn silicon nha cả nhà đó, chặn silicon 14.000 một gói, nó hàng chặn xịn nè đó, chặn silicon nó quay cho cả nhà mình xem. Đó là thì một số mẫu như thế này, hầu như đồ đài là em về hầu như là quá trời luôn. Rồi còn nữa cả nhà ơi, rộng đó, rộng ít liên wheel 3m, màu đen, dài 3m, độ bề rộng là 40cm đó, của ít liên wheel giá là 550.000, nó hàng chính hãng nha cả nhà, hàng chính hãng cho nên là giá nó cứng hơn là những cái hàng bữa hổm mình mua là hàng 300 mấy cũng hãng, nhưng mà nó không có chất lượng, nó không có xịn sò bằng đó cả nhà. Rồi túi đựng gọng cá qua dây thành đó, túi này đựng gọng cá qua dây thành, túi dày các bạn, đựng này là không có chảy nước nha cả nhà đó, giá 110.000 một cái đó, túi đựng cá qua dây thành. Em có màu này với màu cam đó. Dù ben đó, dù ben 1m8 đến dưới 2m, 1m8 là 370, 2m là 403 đó, dù ben nha cả nhà đó, dù để câu cá, rồi ghế câu được tùm lum cho đó. Thì thứ hai nữa, em có số mẫu dây cá cơm hàng chính hãng Okamoto nha cả nhà, nó 140.000 một cuộn ha, hàng chính hãng 140.000 một cuộn của công ty Hào Khản ha đó, Hùng Khản đó, quay cho cả nhà mình xem. Nó rất là nhiều chi tiết, chờ mã vạch tem hàng giả hàng nội tùm lum cho đó. Này là hàng chính hãng nha, hàng loại nhái em có bán nữa kìa, có mấy chục ngàn à, loại nhái có mấy chục ngàn các bạn. Rồi này cũng là tay lô đó, Talo các bạn, cũng cô Okamoto luôn, 160.000 một cuộn, xây 0.55, tải 26kg, tải cũng rất là khỏe luôn, cho anh em câu sông câu hồ được á, mà giá sinh viên
này 0.52, tải 50 lb là cũng 25 kg luôn, 150m, 150.000, dây này cũng khá là xịn sò các bạn. Nói chung là về mấy mẫu dòng dây Nhật này cho anh em chơi là yên tâm luôn, cô xong bệnh dây tó cái Hugo rồi là khỏi lo luôn á, chung là kéo tét nách đẹp nách luôn, đẹp da luôn. Đó, về mấy con rai cũng còn số ít nè, giá rẻ nè, 120.000 một cuộn các bạn, mấy con rai đó. Rồi phao đài chưa, còn phao đài nè, nãy giờ em chưa quay phao đó. Phao cỏ cả nhà, phao cỏ 170.000 một cây đó. Đó, số này là số 1 để anh em mà đánh chép, đánh thi, đánh đồ đó. Cái này là phao cỏ nha cả nhà, 170.000 một cây ha, phao cỏ đó. Còn phao nano, phao nano chuyên săn chép đồ luôn. Nó đây mình lấy cái ống của thằng kia qua này. Cây này 80.000 một cây nha cả nhà, màu xanh nè, phao nano nè, 80.000 một cây phao. Nó một cây thôi nha cả nhà, trong ống này đựng hai cây nha, đừng có thấy quay trên clip hai cây tội nghiệp em. Một cây 80.000. Cái này cũng phao nano luôn, phao dài luôn nè, 80.000. Đó 80.000 một cây với phao cỏ. Nói chung là về được số ít đồ vậy. Rồi em sẽ đăng lên cho cả nhà mình xem, rồi một hồi cần câu mấy câu về tùm lum cho á. Thì anh em ở gần ở đây chuyên đồ đài có thể là đợi shop em lựa ha, tinh mùi rồi đó, dầu, đồ hăng, đồ hay là cái gì đó, chì khóa chép lưỡi không ngạnh hay gì đó. Thì dây thẻ với đồ nam về cũng khá là nhiều đồ thì mình, nhưng mà cũng để lấy số ít ra đây để quay cho cả nhà mình xem. Đó, rồi một hồi em về thêm đồ nữa thì sẽ quay cho cả nhà mình xem nha. Cả nhà mua hàng thì liên hệ em được qua số điện thoại là 0963890470 nha cả nhà. Thí dụ như mà dây này mà anh em quay trên clip mà anh em nghe không rõ thông số, anh em có thể inbox em qua Zalo hoặc là gọi trực tiếp em, cần xin thông số của những cái mẫu em quay đó. Đó thì em sẽ nói thông số gõ cho cả nhà mình luôn nha. Đó. Tại thời gian nó cũng có hạn đó nha ơi. Ví dụ dây DBMV này là tải cá là 9 Phật thứ 6 thì số 4 nè. Em ví dụ là như vậy. Còn dây thẻo là nó tải là 4.9, 1.5 nè, dây carbon 100% nha cả nhà, carbon 100% luôn á. Đó cho nên là anh em cần kỹ hơn thì sẽ inbox giùm cho em nha. Rồi em được cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Đó, anh nhà mua gì thì cứ inbox giùm cho em nha, thì em sẽ cho nó lên kệ thôi. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha.